mẫu xe số tự động, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này, cứ alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em tổng hợp lên sóng một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Kia Forte. Vâng, một mẫu xe số tự động, vâng, nhập khẩu nguyên con, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Forte mang nước sơn màu ghi xám rất là đẹp này. Nội thất này. Đấy, các bác xem phần nội thất của xe này. Nội thất ghế da xịn, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhé. Đấy, giá tiền thì chỉ loanh quanh hơn 200 triệu đồng thôi. Vâng, các bác đã sở hữu một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Keo chỉ zin. Đấy, tất cả những phần hệ thống khu cánh cửa các bác này, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhé. Âm thanh thì rất là hay. Đấy, một mẫu xe Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009 này. Đấy, số tự động máy 1.6 các bác nhé. Tất cả những phần ốc ác bản nề cánh cửa này chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi bản sedan rất là rộng rãi cho các bác luôn. Đấy, rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, giá tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng, bao hồ sơ, bao ship luôn cho quý khách hàng. Đấy, miễn phí tiền ship các bác nhé. Đấy, cột kèo đầu đít zin. Đấy, cột kèo đầu đít zin các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện cho các bác nhé. Đấy, các bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về chạy gia đình. Đấy, thì rất là bền các bác nhé. Máy móc của em nó thì rất là ok luôn. Đấy, bền bỉ, đẹp lành, rẻ tiết kiệm. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu. Đấy, các bác xem những cái phần keo chỉ cánh cửa này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, bao zin cho các bác nhé. Lốp dép thì các bác xem này, khá là dày dặn luôn. Đấy, tất cả những phần hệ thống cua lốp này, phanh đĩa bốn bánh các bác nhé. Phanh đĩa bốn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc số tự động. Đấy, bản này là bản SLI các bác nhé. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu này. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ, màn hình cam nồi OK luôn. Đấy, lốp jack các bác này. Đấy, lốp jack của em nó thì bốn quả rất là đều nhau các bác nhé. Đấy, tất cả những phần hệ thống cua lốp này. Đó, tay lắm mở cửa thì đã được ốp inox mạ chrome rồi. Đấy, 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi mà giá chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, vẫn còn gai sần lép như là xô ly luôn. Tất cả phần hệ thống khung cánh cửa, cột kèo đầu đít zin. Đấy, các bác xem phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên zin các bác nhá. Cột kèo các bác này. Đấy, cột kèo nguyên bản luôn. Đấy, máy gầm thì đại chất, côn số thì rất là ngọt. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe nhập khẩu này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này các bác này. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Táp ly cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Những cái phần hệ thống khung cánh cửa của xe. Phần keo chỉ các bác này. Đấy, keo chỉ các bác nhé. Keo chỉ zin luôn. Bệ bậc lên xuống thì đã được ốp inox mà đã được dán vào lớp đề can rồi. Đấy, những phần hệ thống thông số kỹ thuật các bác này. Đấy, ốc áp bản nề cánh cửa các bác nhé. Đấy, zin nguyên bản luôn. Hệ thống những cái phần cột kèo của xe. Đấy, cột kèo keo chỉ zin. Đấy, cột kèo keo chỉ zin cho các bác. Và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe và gầm xe cho các bác xem và tham khảo. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Bản sedan hay đầu thì cốp của em nó rất là rộng rãi luôn các bác nhé. Đấy, rất là rộng rãi các bác này. Những cái đinh tán răng giật máng nước này hai bên các bác nhé. Đó, nguyên bản đai nguyên kiện luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cốp các bác này. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Keo chỉ này, các lỗ thì tròn không hề móp méo luôn. Đó, rất là ok cho các bác nhá. Sau đây là phần hệ thống.